Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý vụ việc bạo lực trong học sinh ở trường Quốc tế American Academy. Hai ngày trước thì trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh sự việc bạo lực học đường xảy ra giữa các học sinh tại trường quốc tế này. Phụ huynh của một trong những nữ sinh góp mặt tại cuộc ẩu đả đã lên tiếng cay gắt yêu cầu nhà trường có trách nhiệm giải quyết ngọn ngành vụ bạo lực học đường vụ việc được dư luận quan tâm sau khi người mẹ này sử dụng mạng xã hội live stream đưa thông tin về sự việc